Tại sao mày theo tao? Tại sao? Chưa bao giờ tao nghĩ em ruột của tao lại theo dõi tao. Tại sao mày theo tao? Tại sao? Nếu nhìn không có tội gì thì sợ gì em đi theo? Em đã theo anh cả ngày rồi. Những gì anh làm với Jenny điều đó không phải đơn giản là anh em. Anh nói đi, có phải anh còn yêu cổ không? Cố tình đi trêu ghẹo cổ không? Đích thực đôi bên không phải là anh em. Tao yêu cổ thì có vấn đề gì? Trong thâm tâm của cổ, anh là anh ba của cổ đó. Anh làm như vậy cổ sẽ điên đó, anh biết không? Sao mày biết cổ không thích chứ? Đến lúc tao quay lại tên Sa Phú Lai, vậy thì có thể sống chung với nhau rồi. Bắt đầu từ lúc anh chọn cách làm Tráng Nhất Minh, anh đã xác định Cường Tiền không cần người rồi. Anh không thể chọn hết cả thế giới như vậy. Tại sao tao không thể chọn hết cả thế giới? Má Mi cam tâm tình nguyện đưa tiền cho tao. Còn tao, tao thật lòng với Rini, cậu đối với tao cũng là thật lòng. Tại sao tụi tao không thể phát triển tình cảm này chứ? Còn Hưng thì sao? Có thật lòng yêu anh mà, anh cứ cổ là cái gì? Là thế thân của Rini sao? Là món đồ chơi chán rồi thì bỏ hả? Tao đã thử yêu cổ rồi, nhưng mà không thể được. Làm không được. Vậy tao có thể làm gì chứ? Nhưng tao không có chiếm hữu cổ, bởi vì tao thật lòng yêu Rini. Anh không yêu cô ấy cũng không sao, nhưng mà không thể làm tổn thương cô ấy. Anh lợi dụng Hơn để chọc tức Rini, vậy là đúng sao? Tao không có nói tao đúng. Cổ không cần tao thì có thể đi, đôi bên tình nguyện thôi. Có thể cô cảm thấy khi ở bên tao cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc thôi. Đánh anh hai! Anh hai mà cũng dám đánh, có phải mày điên không? Tôi không có điên, tại anh lòng tham vô đáy, tại anh làm tổn thương hư, tại anh điên thôi. Mày lo cho cổ như vậy, có phải mày đi yêu cổ không? Thì ra bấy lâu nay mày yêu cổ, tại sao mày không nói rõ với tao hả? Tại sao? Người cổ yêu là anh đó. Tôi không có ích kỷ giống như anh, cô vui vẻ là được rồi. Đợi đứa nhỏ, đợi đứa nhỏ. Má nói tim cứ đau nhói không khỏe cho nên không xuống đây nữa. Mọi người ăn chè đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh Minh, ăn chè đi. Cảm ơn. Tự nhiên sao chị My lại không khỏe vậy? Đúng rồi. Chết rồi. Hả? Không lẽ lại ứng nghiệm vậy sao? Ứng nghiệm gì? Đó, chúng tôi đi tìm Tử Long Dương coi bói cho chị My. Ông nói năm nay chỉ gặp một nạn lớn, sẽ chết không rõ nguyên do. Trời ơi, những chuyện thầy bói nói nhảm với không có đáng tin đâu. Cái gì chứ? Tử Long Dương thiết bản thần toán, ngay cả chuyện Trung Quốc giành bao nhiêu cái huy chương vàng ở thế vận hội ông cũng nói trúng. Lợi hại dữ vậy. Nè, có cách nào giải hạn không vậy? Ông nói cách giải hạn đó là phải xung hỷ. Trong nhà nhất định phải có đám cưới, gả con, như vậy mới có thể gặp dữ quá lành. Chuyện đó cũng dễ thôi, nhưng mình nhà con hơn đám cưới, vậy thì cứu mạng được chị My ngay. Đúng rồi. Ba. Hả? Ba má đừng bày trò nhảm gì đó nữa. Thì đó, những chuyện phong thủy mệnh lý đó, nếu tin thì có, không tin thì thôi. Con sẽ nói lại với má My, kêu má đừng tự hù dọa mình. Dì Nhạn đại tổng quản à, tài năng của hai người không khác gì băng bỏ dược. Nhất Minh, dù sao thì anh cũng đã mua nhẫn rồi, hay là bây giờ anh cầu hôn với Hưng, để ba người này đừng có bày vẽ nhiều trò nữa. Nhất Minh à, nè, còn đợi gì nữa, muốn thì nhanh lên đi. Trời ơi, chị My thật sự mong được uống ly trà con dâu này lắm. Bản thân lại không dám lên tiếng, nên mới kêu chúng tôi diễn màn kịch này thôi. Phải đó, làm chúng tôi đợi đến dài cả cổ. Có đúng là con thật sự có dự định cầu hôn với con Hưng không vậy? Phải đó. Đương nhiên là có dự tính rồi, con cũng có phần chọn chiếc nhẫn đó mà. Hả? Vậy còn đợi gì nữa? Phải đó, đừng đợi nữa. Phải đó. Dạ đúng, đúng là con có mua chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn đó dùng để làm chương trình ngân hàng, không phải dùng để cầu hôn. Ba má đã nhầm lẫn rồi, đừng ép anh Minh nữa. Lại bị ù cấy nữa. Nhẫn cưới cũng đã mua rồi, tại sao lại nói dối chứ? Anh Minh, em định tới đây nói tiếng xin lỗi anh. Lúc nãy ba má em làm anh khó xử. Nhất Minh, Hân. Rini, anh muốn mượn phòng của em, có vài lời muốn nói với Hân. Cũng được. Xin lỗi. Khờ quá,
Thật ra ba má em không nên ép anh. Chúng ta chia tay đi. Tại sao? Tại sao chúng ta phải chia tay? Anh quen em không vui sao? Thật ra người đàn ông nào quen được em, người đó sẽ hạnh phúc lắm. Hơn à, em dễ thương lắm. Anh cũng rất thương yêu em. Nhưng em có phát hiện ra rằng tình yêu anh dành cho em chỉ là dạng anh trai và em gái không? Em biết. Em biết giữa em và anh thiếu sự nóng bỏng. Nhưng mà em sẽ sửa đổi. Anh muốn gì cứ nói cho em biết đi, em có thể em sửa. Em không có vấn đề gì, vấn đề là do anh. Trong suốt cuộc đời của anh từng có một cuộc tình rất ngắn ngủi và cũng rất ghi lòng tạc dạ. Anh và cô gái đó vốn dĩ có thể rất tốt, nhưng do một số trở ngại nào đó tụi anh buộc phải xa nhau. Nhưng mà tình cảm anh dành cho cổ chưa bao giờ thay đổi. Nhưng như hai người không còn bên nhau nữa, anh tưởng làm phải mờ tình cảm đó. Còn không thì quên đi, em có thể đợi anh. Em có thể đợi anh mà. Lúc anh và em quen nhau, anh đã từng thử ép buộc bản thân quên cổ, nhưng mà không thể nào quên được, lại càng lúc càng sâu đậm. Sau đó anh đã biết, thì ra vị trí của cổ trong thâm tâm anh không ai có thể thay thế được. Hân à, anh xin lỗi. Anh đã làm cho em tổn thương. Cũng chính vì anh không muốn làm tổn thương em nữa, cho nên anh mới thật lòng với em. Em có biết anh không thể kiềm chế bản thân mong nhớ đến cổ không? Em biết. Lúc nào anh cũng thay đổi thất thường với em. Thì ra trong lòng anh có cổ. Hân à, anh không thích hợp với em. Anh hy vọng sau này em có thể tìm được một người thực sự đặt em lên vị trí đầu tiên. Đúng ra em cần phải giận anh lắm, nhưng mà em cảm thấy anh tội nghiệp lắm, rất đáng thông cảm. Em hiền lành lắm. Em chẳng thà không phải vậy. Em thật sự ngưỡng mộ cổ lắm. Tuy em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà em cũng cầu chúc cho anh. Anh có thể vô nói chuyện với em không? Em muốn đóng cửa ngủ sớm. Có chuyện gì hôm khác nói đi. Anh và Hân đã chia tay rồi. Sao cũng được, cũng là chuyện của hai người thôi. Không phải, là chuyện của ba người. Hai người, ba người gì chứ, thực tế em không muốn biết. Anh ra ngoài đi, em buồn ngủ lắm rồi. Anh và Hân chia tay là bởi vì trong lòng anh còn có một người khác. Tuy anh và người đó chỉ thoáng qua một chút, nhưng mãi đến hôm nay anh cũng không thể quên được cổ. Anh có nỗi khổ gì thì cứ nói với Hân được rồi, không cần phải nói với em. Tình yêu với anh và cổ, xét theo ánh mắt của người đời thì không thể nào tiếp tục với nhau. Nhưng chẳng qua anh chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy cổ, thương yêu cổ, che chở cho cổ, thì anh đã mãn nguyện rồi. Anh có thể vì cổ suốt đời không cưới vợ. Đã nói là không có liên quan đến em rồi, anh đừng có nói nữa. Sao em biết là không liên quan tới em? Thực ra trong chuyện này anh và... Anh đừng có nói nữa. Anh đừng có nói. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội.
hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.